Dạ, hello anh chị em mình nha. Em tên là An, em đến từ kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ anh chị ơi. Hôm nay á, em có mặt tại xã Phú Hưng anh chị. Xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre nha. Hướng này là mình đi khoảng 300m là tới được cầu Phú Hào. Vừa qua cầu Phú Hào là đình Phú Tự, mình ra chợ giữa anh chị. Ra chợ giữa, rồi cầu Chẹt Sậy thì vào trung tâm thành phố Bến Tre là cũng đi hướng đó luôn anh chị ơi. Còn hướng này mình ra mấy sông nè, mấy sông mình đi ra cầu Chẹt Sậy, cầu Phong Nẫm được luôn nha. Hôm nay em gửi tới anh chị một miếng đất cách lò nhựa đây nè. Từ đây mà đi vào trong trong đất của mình á là chỉ có 30m à. Đó. Một miếng đất có diện tích là 100m², chiều ngang là 7, chiều dài là 14, thổ cư 100% luôn anh chị ơi. Cách đường nhựa này chỉ có 30m anh chị xem nè. Ở đây mình đối diện mình có quán ăn nè, cà phê, cơm tấm, hủ tiếu, bánh canh ha. Dân cũng khá đông ha anh chị. Thuộc xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre. Con đường này xe ô tô 16 chỗ không thấy vô được luôn anh chị ơi. Đất này cho anh chị mình xe nhà thoải mái luôn nha. Hướng thì hướng Đông Bắc. Đó, hiện tại là sổ sẵn, giấy tờ hợp lệ, có trích lục quy hoạch rõ ràng luôn. Chiều ngang là 7m anh chị, chiều ngang rộng rãi lắm. Chiều dài 14. À, hướng Đông Bắc ha. Đường trong đây á là vô nhà dân nha anh chị. Đi vô trong còn nhiều nhà lắm. Anh chị xem hàng xóm nè. Phía trước đất thì sạch sẽ, không có mồ mả luôn. Dạ. Còn đất hôm nay em gửi tới anh chị là đây nha. À, rất là đẹp anh chị ơi. Chiều ngang là 7, là từ đây nè anh chị. Có trụ nữa ha. Dạ. À, ngang qua tới đây. Bắt bên đây nè. Bên đây là cũng người ta xây hàng rào anh chị ơi. Đây ngành tới này đó. Bên đây anh chị xem nè, hàng xóm xe hàng rào không, rào bao quanh đất á, chắc dự định mai chiều cũng cất nhà đây à. Đó, đất của mình thì khi mua nếu anh chị chưa xài mình xe hàng rào lên. Ngang 7 anh chị, ngang 7 dài 14, hơn 14m, tổng là 100m², đất ở đô thị một đất ở tại nông thôn 100%. Đây anh chị, đó, tên chạy dạng đây nha. Trụ ranh thì có hết đầy đủ hết. À, đặc biệt nữa anh chị, đây ngang vào đây nè. Đặc biệt á là trên sổ mình có hiển thị đường đi luôn, là con đường này nè. Ngang 7, dài là hơn 14m, với tổng diện tích là 100m², thuộc đất ở thì 100% luôn. Đất của mình á là hướng Đông Bắc, sổ thì quy hoạch đất ở 100% luôn. Đường xe ô tô vô thoải mái luôn ha. Đạt đủ tiêu chuẩn luôn anh chị. Với giá bán á, là 635 triệu nha. Giá này mình còn thương lượng cho anh chị mình dễ xây cất nhà. Một nền, thổ cư 100%. Đường đi thoải mái luôn, có hiển thị đường đi trên sổ. Nên anh chị mình có thể vay ngân hàng nữa. Rất là được giá luôn nha anh chị. Dạ, trong đây nè. Nhà dân nè anh chị. Trong đây cũng nhà dân nè. Đó, đối diện cô chú hàng xóm nè. Đó, anh chị xem ha, 635 triệu à. Mình sở hữu được một nền thổ cư 100% luôn. Có hiển thị đường đi rõ ràng. Cách lộ nhựa là chỉ có 30m à anh chị. Mình có ô tô á, hoặc là ô tô mình vô mình đậu trước cửa luôn. Hoặc là mình đi đám tiệc á anh chị, thì xe 16 chỗ vô tới rõ chỗ được luôn á. Dạ rồi, bây giờ em đi từ đây nè, em chạy ra ngoài cho anh chị mình xem. Ra ngoài cầu Phú Hào, Huệ Đình, Phú Tự đâu anh chị. Từ đây cầu Phú Hào là 300m, gia đình là khoảng 400-500, còn ra chợ giữa là hơn 1 cây hết anh chị. Đầu đường có bách hóa xanh nè, tiện ích thì rất là nhiều luôn. Ở đây mình ở rất là yên tĩnh anh chị, còn hưởng thụ các tiện ích thì tầm 1 cây số là anh chị có đầy đủ hết. Đó, chợ, trường học nè, ủy ban nè. Đó, mình vào trung tâm của thành phố á, là khoảng 7 cây số nha anh chị. 5-7 cây à, 5 cây à, cũng tương đối gần anh chị. Đường xe ô tô chạy thoải mái luôn. Anh chị xem lại đất ha. Dạ, 635 triệu anh chị ơi. 100m², ngang 7, dài hơn 14m, hướng Đông Bắc. Sổ hiển thị đường đi rõ ràng luôn. Thuộc đất ở thì 100%. Quy hoạch đất ở 100% luôn.
Xin lỗi em thì em cũng xài Zalo, anh chị mình cần thông tin gì mình kết bạn, em gửi thông tin cho anh chị mình tham khảo nha. Sổ thì có sổ sẵn nè, có đích lục quy hoạch rõ ràng, giá này mình có thể thương lượng được chút nữa cho anh chị mình mua đất xong mình còn dư số tiền mình cất nhà anh chị. Chiều ngang rộng rãi 7m, anh chị mình có thể cất hết 7m nè, hoặc là mình cất chừng 5m, còn bên hông mình làm còn 2m mình làm nghiêng ra anh chị, mình đậu chiếc ô tô. Rất là nhiều phương án luôn anh chị ơi, thổ cư thì 100% luôn, sổ có hiển thị đường đi rõ ràng nữa. Đất quá đẹp anh chị ha. Dạ, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, chỉ có 635 triệu à. Giá này thì chủ bao giấy tờ cho mình nha anh chị, trích lục quy hoạch mới nhất luôn nên mình khỏi trích lục nữa, mua bán thì chủ bao giấy tờ cho. Dạ, con đường đường lộ nhựa là thường gọi là đường cầu Phú Hào á anh chị, nó thông nhiều hướng lắm, đi ra cầu cầu Chạy Sậy được nè, đi ra cầu Phong Nẫm cũng được luôn. Hướng này là mình đi ra quốc lộ nha anh chị, cái con đường này là đường tỉnh 884 hay gì á, em hư lộn mấy con đường đó. Nói chung là đi ra Chợ Giữa anh chị, ra Chợ Giữa là ra cầu Chạy Sậy, còn hướng phía sau lưng em á là đi ra cầu Phong Nẫm, cầu Chạy Sậy được luôn. Dạ, đây là lò gạch nè anh chị, lò gạch Phú Hưng ha. Đây cầu Phú Hào, xe 8 tấn chạy thoải mái luôn. Đình Phú Tự nè, ngay chỗ này cũng như cái chợ nhỏ anh chị, đây đình Phú Tự nè. Dạ, hai góc ngã tư này buổi chiều hay buổi sáng vậy cũng có buôn bán rau củ quả thịt cá đó, tiệm tạp hóa nè, đầy đủ hết anh chị ơi. Dạ rồi, mình đi khoảng vài trăm mét là tới được đường tỉnh lộ nha anh chị, đối diện bên kia là Chợ Giữa đó, ngay đầu đường có cây xanh nè, cây xăng nè, có đuối xanh nè. À, tiện ích thì rất là nhiều luôn. Em xin dừng video tại đây nha anh chị. Chân thành cảm ơn anh chị đã xem đến cuối video. Chúc anh chị mình có thật là nhiều sức khỏe nha. Mình xem video nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ nha anh chị. Cũng như để ủng hộ tụi em, để tụi em có thêm những động lực để làm những video tốt hơn. Bye bye anh chị mình nha.